Hello, những ai đam mê gà nhé. Đây, gà máy. Đẹp nhé. Rất đẹp nha. Quá đẹp luôn. Quá đẹp không. Thấy chưa? Rồi, con này cứ alo nhé. Quá đẹp luôn. Đẹp chưa? Đây, như con này cần luôn. Quá là ok nhé. Con này cái rất là phê nhé. Thì quay rồi đó. Nhiều người nói đây là gà mái nhưng không phải, mình nói là con trống nha, không phải mái rồi nha. Đuôi là đó, y cái đuôi là mái, còn đó, rất đẹp luôn. Thấy đẹp chưa? Quá thuận rồi nha. Ok rồi nha. Đẹp chưa? Đã ăn no quá rồi. Đấy. Quá đẹp luôn. Đẹp luôn. Và xuất sắc. Cái đi. Cái đi.